Ừ đấy, 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 chân kia kìa. Đấy, từ con nòng nọc. Con nòng nọc nó nở ra con gì đây? Đây, bạn của Di đây. Bạn của Di đây. Hôm nay chỉ cho bọn này là cây bầu này, cây bí này, ấy quả này, muỗi thốt đốt này. Đi. Vỏ ốc. Xong rồi lại bắt cái gì nhỉ? Bắt con ve này. Tại vì thường là khi nuôi con ấy là mọi người hay mua ở các cái gọi là như kiểu Vin mấy các thứ để bảo là môi trường nó sống tốt nhất. Nhưng mà cái môi trường mà có ba thứ mà tôi bảo rồi đấy. Ờ đúng rồi, giống như con rắn này, nó phải mỗi lần lột xác thì nó mới trưởng thành được. Nó con rắn nó cũng lột xác này. Đây là sản phẩm gọi là bưởi đền bù, nhưng mà vừa rồi có 2-3 cây này đẹp thật đấy. 2-3 cây này đẹp. Ô, ông Cóng là ông ấy thích cái sản phẩm này lắm đấy này. Ông Cóng ông đấy cái bệ này mấy cái bệ kìa. Ông Cóng ông thích cái sản phẩm này. Ông. Bố có biết. Nhưng mà nấp đường à đi qua cái chỗ kìa. Ra đấy theo ông nghịch. Cá gì? Ông Cóng ông thích cái sản phẩm bưởi đó. Đi. Chò mày thích làm gì thì làm. Anh bỏ cây em ơi. Tí mang cái xe này ra thế này. Mà còn đánh nhãn. Đã đánh được nhãn cây nào đâu? Đánh bưởi, đây là các cái sản phẩm gọi là bưởi đền bù. Mai sau thế này nó giải tỏa như thế này là mai sau chỗ này phát triển lắm thế này. Nó giải tỏa hết. Đây cho các ông sang bên này các ông nhìn. Từ trên đường từ chỗ dân tiến nó đi xuống huyện mà. Mà nó ấy hết. Ui hồi nấm này, nấm này. Nấm đây này. Nhìn thấy chưa? Hôm nay lại ui hôm nay học được quá nhiều luôn. Bác cho học quá nhiều luôn. Nấm này. Nấm này hình như ăn được, càng cái nấm nào mà nó càng nhiều màu sắc thì mới không ăn được. Nấm này nó ít màu sắc như thế này là nó ăn được đấy. Đây này, ui to không? Gì này? Cái thằng này sao toàn phá hại ra nhỉ? Cái ô trông như cái ô, không biết vặt làm sao cho nó đẹp à? Kinh không? Mang về để ăn đấy. Mang về để ăn đấy. Mang về để ăn đấy. Thế này phải vặt cho nó đẹp chứ đi. Này. Không biết nấm này là nấm mẹ gì luôn đấy. Nhưng mà như bọn trẻ con mà mình bảo là cái nấm nào mà nó có độc ấy là cái nấm nó phải nhiều màu sắc cơ. Này. Này cho con bố cho con bác cho con cái ô này mang về chen mưa chen nắng này. Đây này. Đây là tổ ấy đây này, tổ ve đây này, con ve nó ở dưới đất nó chui lên nó ấy như thế đấy. Vứt đi, ăn gì mấy cái nấm ý. Cái nói chung là bây giờ mang về thì con thích ăn lắm. Nấm này á? Ừ. Nấm này bác chả biết có độc hay không đâu. Mày thế nào mày cũng năn đùng ra ngã ngửa bây giờ. Nói chung là cái nấm mà nó phải. Để tiến quả xoài nó ăn rồi. Đi ơi. Nấm nào nó phải nhiều màu sắc ấy thì là nó mới có độc. Còn nấm này nói chung là chắc là ăn được. Nhưng mà ăn không ngon. Đéo. Thằng ấy tí nữa để bố xử. Đây, ăn xoài không? Đây quả. Bông ơi. Xoài. Bụt thôi, vứt đi. Cái nào ăn thì này. Cầm cẩn thận bẩn. Ra thôi ăn. Chúng mày thích làm gì thì làm. Ra ngoài này xem không có cá không nào. Đây gọi là đi trong đam mê đây này. Ủa? Ừ, sao có ai được hả? Mít. Đấy, bưởi đây. Quả cây này chết. Ừ, vỡ bầu. Đi trong đam mê. Vập vập vừa bưởi mà đá bóng. Chúng ta bẩn lắm.
Bây giờ kiếm cái gì ăn bây giờ nhỉ? Sau cái này đẹp á. Bể có mấy cây kia đẹp. Này. Ừ. Đứt tay chân chết mẹ. Nào. Nghịch. Đi. À. Ra đây. Ra đây bố bảo. Ra đây gì bóng ơi. Ra đây đến phần rùng dạn rồi. Đến phần rùng dạn rồi. Đây. Con này ngửa tay á, à? Này nhìn này. Con này là động vật yêu thích của bố đấy. Nhìn chưa? Này. Con này là con gì đấy bác Tuấn? Con này ngửa tay gì lắm? Con này là con gì đấy? Con này bọ lẹt. Em con sợ bọ lẹt nhà con này bọ lẹt. Này. Đến phần rùng dọa này. Này, 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 này. Này 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 này. Đập nó đau. Này nhìn này. Con này là con bọ lẹt. Và nó nói chung là nó không có tác dụng gì. Nhưng mà nó toàn ăn lá cây thôi. Nhìn đây này. Đây này. Ăn lá cây này. Mai sau nó sẽ thành con bướm. Và khi nào con bọ lẹt này thì trông bọn con trông nó rất là ghê. Nhưng mai sau. Nào. Mai sau nó lở thành con bướm. Nó mỗi lần nó đột xác đây này. Đâu nhỉ? Đây này, mỗi lần nó lột xác này là nó lại thành một con khác. Nhưng mà trông nó xấu như này thôi, nhưng mấy hôm một thời gian sau là nó lở thành con bướm, là rất là đẹp. Ôi, từ con sâu mấy con này, ừ thì con này thì con thấy nó sợ, nhưng mấy hôm nữa khi nào mà khoảng tầm một tuần hai tuần nữa là con này ở nhà ông nội con có đầy trên cây bàng đây. Nhưng mà ai dám cầm như bác chưa? Hả? Ai dám cầm như bác chưa? Nào đây là con trứng. Trứng hay trứng gì? Trứng con bọ lẹt rồi. Đấy. Nhưng mà nói chung là cái con bọ lẹt chuối mới ghê. Ừ nhỉ. Nhiều thế nhỉ, quả gì ấy. Đi. Đấy, con ấy mai sau nhá, mai sau con sẽ thấy là nếu mà nó nở thành nó lở thành bướm thì lại rất là đẹp. Nhưng mà đây này, nhãn đây này. Nhãn của ông kia 25 cây. 25 cây. Nào con ơi. Vào chân đấy. Nhãn số lượng thoải mái. Đấy anh Phương anh ấy bảo nào dìu bổ vào chân. Không nghịch, nhìn thấy là dìu thôi. Còn không nghịch, nghịch nó mất chân đấy. Nào. Để dìu đấy. Của lông dân. Dìu đấy. Ở bên nước ngoài thì người ta ấy hơn. Nhãn đền bù số lượng vô cùng lớn. Không được ấy mà đi đâu. Đây này, bưởi đây này, bưởi, bưởi những cái bệ này nó ông cõng ông cực kỳ thích đây này. Rồi. Để người ta ghép ghép quả lên để người ta bán Tết đây. Còn thích nhặt bao nhiêu thì con nhặt. Đây, những gốc này rất đẹp. Toàn 200-300 nghìn một cây. Bác con ơi, bác con. Quả này làm được các tác dụng gì không? Quả này để đá bóng thôi. Quả lon như này thì làm được gì? Nhãn anh Phương anh bảo là mày có ấy không? Tao có ít nhãn. Nhưng mà bảo là ở đây bây giờ bán cho người ta có 200 nghìn một cây nhãn như thế này. Mà giá là giá lên xe. Làm sao mà anh em khác có thể nhận được? Nào vỡ cái bầu kìa. Cái bầu cây này mới quan trọng này. Đấy, cái bầu này. Đây là gọi là cái bầu cây này. Đây là gọi là bầu cây này. Cây quan trọng nhất là cái bầu này. Vỡ bầu một cái là chỉ có vứt đi. Cây nó chết. À, đường kính toàn 20. Đấy. Đây. Đấy anh Phương bảo là nhận làm sao được. Mình bán có 200 nghìn. Anh Phương ở đây đây tổ lòng nọc đây này. Có con cá chuối to ở đây này. Và đây kia là con lòng nọc con. Ở đây có một con cá mẹ rất to. Con cái lòng nọc con này nó đi theo đàn. Con ra đây con nhìn mà xem. Nó rất nhiều. Và có con mẹ nó đi nó bảo vệ.
Đấy, con này, con này gọi là con cá ấy đấy, cá quả đấy, cá chuối con đấy. Đây không phải là con, đây không phải là nòng nọc mà nó lở ra cóc đâu, mà nó thành con cá chuối con đấy. Cái loại này là ở mình là hiếm đấy, mà cũng có thể là cá sộp, thì cá sộp nó đỡ hơn. Đấy, cá con đây, cá chuối con này. Đi đâu đi chơi đi, chứ ở đây là sẽ có con cá mẹ, có con cá mẹ, có con cá bố. Mày đi theo bác làm gì? Mày sao ở đây, nói chung là nó xây khu công nghiệp ấy, nó xây cái mẹ gì ấy. Còn cái gì nữa để cho các con ăn không nhỉ? Hay là đốt đốt lửa? Không, lửa không ăn được đâu. Lửa không ăn được à? Mày kiếm cái gì để mà nướng chứ? Đấy. Đây này, cây bưởi con này này, héo ấy. Nhiều người cứ nghĩ là cho con lên Vin mới cả lên gì nó mới là môi trường phát triển tốt nhất, nhưng mà thực tế thì nó có ba yếu tố. Ở đâu thì ở, kể cả ở Vin, nhưng mà nếu mà ở quê này mà các bạn trên TV đây. Các bạn phát triển lên được ba ba cái yếu tố là thầy hiền trí sách tinh hoa. Một tẹp gọi là bạn tốt. Một thì tẹp. Trẻ con nó là cái môi trường ấy phát triển tốt nhất. Chứ còn nên các cái chỗ mà nó đắt tiền, nó có nhiều khu vui chơi mấy thế nọ thế kia, nhưng mà để xem ra có con cá nào không nào. Xong rồi tìm chỗ nào nó có nhiều cá thì mới bắt được chứ. Thì mới khoanh vùng vào, xong rồi lấy cái gì mà tát chứ nị. Kệ mày, mày cứ ngồi ở đấy nhá, xong rồi đến tối bác mang thức ăn ra cho ăn. Bẩn lắm. Tìm cái nào xanh xanh bé bé cho bọn trẻ con nó xuống nó tắt vét. Mày sao chỗ này nó phát triển phết đấy. Nhưng mà nước bẩn lắm. Tôi phải cho bọn trẻ con tìm ra chỗ nào nó nhiều cá để cho bọn trẻ con nó tắt vét mới được. Xong dạy bọn trẻ con tắt vét. Tắt vét tức là tát nước ra để bắt cá ấy. Đây này, thích đốt lửa thì đốt những cái này này. Thì có mà cháy rực trời. Đi đi. Nhưng mà phải tát bớt nước ra thì. Ở đây bây giờ không có rắn, chứ không thì tao cho chúng mày đuổi theo rắn. Đi theo con. Như anh em tao mau luôn. Đấy, tận hưởng đi, không là thời gian tới là nó không có những cái cảnh như thế này đâu. Ấy, cá to này. Cứ như thế này là tí nó sẽ có một đội nữa là cầm kích ra đây để kích. Tí nó sẽ có một đội cầm kích ra đây để kích. Kích pháo bông bố. Kích để mà người ta bắt cá ấy. Kích điện. Người ta. Sao cứ đi bám váy thế nhỉ? Ra để bác tìm chỗ nào có cá để bác cho mày tắt vét. Tự tìm đi, xem chỗ nào có nhiều cá thì bảo rồi đắp bờ vào, xong rồi tát. Chỗ này nhiều cá à? Chỗ này. Bẩn, cái nước này bẩn. Mấy cả mày nó rộng như thế này thì chúng mày tát thế nào cho nó hết được. Đây, tát này. Từ từ để tôi tìm chỗ nào cho chúng nó nhiều cá để cho chúng bọn này nó tát vét. Tát vét này. Nó phải được tát vét.